Thế hôm qua nhờ lại quên à? Chưa già mà đã như thế à? Sơ to này ăn
Nhà mình gỡ được bát mít ngon tuyệt vời luôn này. Như thường lệ thì các bạn vào xem nhớ ủng hộ cho mình cách để đăng ký kênh, chia sẻ cho mình xin like nhé. Mình không biết ra mình phải gỡ như này cho nhà mình không chọn mình ăn nha, không có là không ăn đâu, làm mình ngồi nhé. Đấy, bạn cứ gỡ cái này xong rồi bịt cái cho vào hộp, bịt vào xong cho tủ lạnh, không có mùi ra đâu mà sợ nhá. Nhớ xem cho mình xin một like để nhận video mới nhất nhé. Mình tạm dừng video tại đây, hẹn các bạn video sau mình tiếp tục nhé.